Xin chào tất cả các bác, em đang đi đến cái quầy đồ điện tử cũ. Thì hôm trước có nhiều bạn comment vào là quay về cái đài cái loa Bluetooth. Thì hôm nay đi qua đây thấy mấy con nhỏ nhỏ ấy. Con thì em sẽ quay luôn cho bác xem chị chơi, xem có con nào ưng không. Thì đầu tiên đây có một con hoa đấy. Mao nó là hoa, tên rất là Đại Việt nhỉ. Hoa. Con này của hàng Google Home Mini nhá. Có dây sạc này. Loa rất đẹp, màu trắng. 2/2 tầm 450 hơn chút. Đấy, con này hàng sản xuất 2017 thôi. Con này là ở xem nào. Không thấy ở dưới này nó dán mất rồi, không nhìn được. Là sản xuất ở đâu? Biết con này chỉ biết là hàng của Google thôi, không thấy được các bạn, các bạn thông cảm. Cạnh đây là có một con của hàng Foresto. Con này FWS 1701 GR. Nó giá là 14.300, khoảng tương đương với 3 triệu. Đây, đôi loa nó trên này rất đẹp. Mori Mori này. Con này chắc là Nhật rồi. Mori Mori chắc chắn là Nhật thôi. Đấy, thì trên này là một con của Audio Technica 4/4 là 900.000. Đấy, loa nó trên này luôn này. Cái này thôi. Đấy. Hàng mới, nó cho lên để trưng bày mà. Phía sau này là có một con khác cũng của Audio Technica. Như con bên kia nhưng mà nó lại là màu trắng, con bên kia màu đen. Đây, cũng giá tương đương. Mã như nhau, ATSF03BT. Đấy. Có đầy đủ hết mà, hàng mới của hàng 3 tháng. Và trong bản đây là một con của Fuji thì chắc là cái tên này cũng nghe cũng rất là Nhật Bản rồi. Trên này là có bàn phím điều khiển của nó, điện nguồn rồi các nút tăng giảm Bluetooth các thứ. Nó giá 900.000. 2016 sản xuất, có đầy đủ hết, hộp mới chưa sử dụng, mới nhưng chưa sử dụng. Ở dưới này là một con Logicool. Logicool. Hàng này thì chắc là Made in China rồi. Đúng rồi, Made in China. Con này Z500 1630 khoảng tầm 350. Trong này là cũng Logicool khác. M500. Đấy, nó có chỗ cắm cho iPhone gì hay sao. Bên cạnh đây là rất là nhiều cái con TDK này, 4 con. TDK chất mic, em thấy như người Nhật người ta hay đi, người ta móc cái này vào túi quần, người ta nghe Bluetooth đấy, nghe loa. Việt Nam mình cũng có nhiều ông, trước ở Việt Nam cũng thấy nhiều ông hay đi tập thể dục ấy. Cái này giá nó là 2/2 tầm 450. Bluetooth này, NFC này. Đấy. Con này thì để sang sản xuất ở đâu? TDK Corporation. Không thấy made in, không thấy ghi made in ở đâu các bạn. Sao nhỉ, không thấy made in đâu nhỉ? In China hay là đâu thì cứ mạnh dạn ghi vào chị. United States nhá, con này United States nha các bác. Hàng Mỹ. Rồi, Bluetooth. Đấy, sạc nguồn NFC 450.000. Rất là gọn nhẹ nha. Đây có cái đài radio. Có radio. Thôi, radio không quay. Một lúc khác. Đây là một cái tai nghe. Tai nghe hay quàng qua cổ phải không? Made in China Freedom Wireless. Speaker đúng rồi. Loa này thì loa Bluetooth bắt được wifi luôn hay thế nào ạ? Cũng 450. Dontech, nghe tên là rất là China rồi đúng không? Đây có con này 220.000 thôi, 230.000 thôi. Cũng Bluetooth nhưng mà không có tên tuổi gì đây. Model no là IBS27 nhá. Mã là 20818-00034. Có hai con. Một con này là 220.000. Con trong này có giá khoảng tầm 170.000. Không có mã gì cả. Bỏ trong túi này thì thường là không có mã cụ thể. Đây là cái đài FM của Sony, nó giá là 350. Tiện là sẽ quay luôn cho các bác xem cho nó phong phú mặt hàng. Nhiều bác hỏi vào trong video quay loa hỏi đài ấy, hoặc là vào đài hỏi loa thì nó cũng hơi khó, thì sẽ quay luôn thể.
À, đây đến cái phần chỗ cái lỗ hỏng, hỏng này thì 60-70 nghìn một đôi này. Thế là phần này là không trách thôi chứ chắc cũng vẫn dùng được. Phần này là mấy cái radio, radio hỏng, biết hỏng cái gì, CD, à, cái âm nó hơi bị kém, âm nó bị hỏng, còn đĩa vẫn vào ok. Cái này thì nhận âm nhưng mà cái gì đây, điểm hay là gì, cái này em không biết, chữ này em không biết đọc, em hơi kẹp. Đây có cái chữ tí này 350 nghìn, đây nó vô xuất âm, vẫn nó xuất được âm mà sao lại hỏng nhỉ. Đấy rồi thì em đã quay qua một số cái loa Bluetooth cho bác xem đấy. Đây này là mấy cái loa hỏng thôi nên em không quay nữa, trước hình như em quay rồi. Bác có rất nhiều bác bảo là đi quay về cái tai nghe mà, thì hôm nay em đến đây thì nhân tiện em đi mua hàng sẽ quay cho các bác một số cái tai nghe mà cửa hàng cũ người ta đang bán. Ở đây có một con Elecom, con này giá tận 900 nghìn này, bảo hành 3 tháng. Trong kia con Eliver bảo hành, con này là bảo hành 3 tháng giá 550. Bên này có con Fidelio 700. Rồi đây toàn dây tai có nghe nhé, dây tai có dây nhé, tai nghe có dây nhé, các thông cảm. Con này có quai các thứ đây. Thì nói chung giá ở đây đặt lên đây toàn từ con này rẻ nhất 220, đắt nhất là tầm con này tầm 900. Đấy, dưới này có con rẻ 220, con 200 và thuộc loại rẻ nhất. Đây, có loại lơm rơm như này thôi nhưng mà nó vào đây, con này 100 nghìn, lơm rơm nhất, rẻ nhất. Em chừng mua loại 20 nghìn thôi. Đấy, đây thì nó có rất nhiều con khác. Đây, vào trong tủ này thì là loại đắt thì nên là phải để vào trong tủ. Còn tiền triệu, 1,2 triệu cho đến vài triệu, 3 triệu. Đây, cái này là mấy con bot bit chưa sử dụng, 3,5 triệu, 2,2 triệu, 2,6 triệu, thứ rất là nhiều, rất là nhiều. Đây này các loại khác tầm 1,5 triệu, 1,5 triệu, 1,6 triệu, 1,2 triệu các thứ rất nhiều. Có gốc men các thứ này. Bên này còn có rất là nhiều các loại khác, ví dụ như Audio Technica 350, Panasonic 350. Đấy. 1,4 triệu, 1,5 triệu các thứ, nó rất là nhiều. Philips 1 triệu. Bên này là các loại máy tính cũ và máy ghi âm. Thì trước có bạn nào bạn ấy hỏi một con gì Y7, con đấy biết có còn không? Fujitsu Gateway Next, Next Y3. Còn máy tính cũng khá rẻ, là không đắt lắm. Thôi em xin kết thúc video này tại đây. Em cảm ơn các bác.